chia sẻ với mọi người cái bài thuốc mà đơn giản nhất, hiệu quả nhất mà hiện tại em đang sử dụng, đã và đang sử dụng, đã chữa trị thành công cho rất là nhiều người rồi. Xin chào các bạn nhé. Chào các bạn đã đến với kênh của Thật Sâm Bắc Giang nhé. Như đã hứa các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái bài thuốc mà mình vẫn thường hay sử dụng trong việc điều trị rắn cắn. Khá là nhiều anh em thắc mắc là tại vì sao mình không đi chỗ nọ đi chỗ kia. Ví dụ như có những ca ở trong miền Nam, nào là Bình Thuận, Sài Gòn, Đồng Nai, Tây Nguyên thì đấy, bị cắn sai không có chữa, thì em nói thật với anh em là thứ nhất là do cái khoảng cách địa lý nó quá xa, cái thứ hai là cái điều kiện kinh tế cũng chưa cho phép. Thì tiện đây em cũng chia sẻ với mọi người cái bài thuốc mà đơn giản nhất, hiệu quả nhất mà hiện tại em đang sử dụng, đã và đang sử dụng, đã chữa trị thành công cho rất là nhiều người rồi. Nếu như anh em đã theo dõi em từ trước thì đã biết là em chữa cho khá là nhiều người và những cái ca đấy đều là thành công tốt đẹp, đúng không ạ? Thì nguyên liệu chúng ta gồm có thứ nhất đấy chính là cây kim vàng. Cây kim vàng này thì chúng ta hoàn toàn có thể nhân giống nha, nhân giống. Đấy, anh em nào mà muốn có coi cây giống kim vàng này thì anh em có thể để lại cái bình luận phía dưới, em sẽ cố gắng nhân giống hết sức có thể, em sẽ gửi tặng đến cho mọi người. Yên tâm là gửi tặng em không lấy tiền nhé. Cái thứ hai là cây rau má đẻ, cây rau má đẻ nha. Còn cái thứ ba là cây cỏ chỉ thiên. Và ngoài ra thì còn có thêm một số thứ như là một nắm rễ chanh này. Đấy. Một nắm lá cây thèm đen, một nắm lá cây bồ cũ vẽ. Đấy, đấy là những cái thứ mà chúng ta cần. Thì việc đầu tiên chúng ta khi mà chúng ta bị rắn tấn công thì chúng ta phải xác định được đấy là chúng ta bị cái loại gì tấn công. Thì em phải xin nói trước với anh em là cái bài này chúng ta chỉ được áp dụng trong trường hợp đấy là chúng ta bị rắn hổ mang tấn công nha. Còn nếu như mà bị các loại cạp nong hay là cạp niêm thì nó lại là một cái bài thuốc khác rồi. Anh em không nên áp dụng linh tinh. Thì khi mà chúng ta bị rắn tấn công rồi thì việc đầu tiên chúng ta sơ cứu trước. Đấy, thì chúng ta sơ cứu thì việc đầu tiên chúng ta làm ấy đấy là chúng ta sẽ garo nhẹ lại cái vị trí cắn, cách vị trí cắn nó khoảng tầm độ 15-20 cm, garo nhẹ thôi anh em nha. Và sau đây anh em có thể là dùng dao tem hoặc là bất kỳ một thứ gì để anh em có thể chích nọc ra, vuốt bớt, vuốt nha, anh em phải vuốt tuyệt đối, anh em không nắn bóp. Anh em càng nắn bóp bao nhiêu thì cái tỷ lệ mà hoại tử nó sẽ càng lớn bấy nhiêu và nó sẽ gây ra những hoại tử diện rộng, anh em chỉ được vuốt. Sau khi mà chúng ta đã hoàn thành các bước sơ cứu rồi thì chúng ta có thể dùng là một nắm lá rau má đẻ, một nắm lá của cái cây cỏ chỉ thiên và một nắm lá cây kim vàng. Ngoài ra chúng ta sẽ lấy thêm là một nắm bồ cu vẽ, một nắm lá thèn đen và một nắm rễ chanh. Chúng ta có thể giã cái hỗn hợp lá cây ra. Sau khi chúng ta giã ra chúng ta cho nước và chúng ta lấy uống nước chúng sẽ uống nha. Còn anh em biết cây táo không? Nếu mà anh em biết cây táo rồi, sau khi mà chúng ta đã uống cái nước này rồi, ta sẽ lấy lá táo chúng ta giã ra chúng ta sẽ đắp vào. Thì chúng ta làm đi làm lại cái việc này thì cứ khoảng tầm độ 15 phút chúng ta làm một lần. Nó sẽ giảm rất là nhiều độc tố trong cơ thể. Nếu như những cái ca mà nó nhẹ, những trường hợp mà chúng ta bị nhẹ, nọc độc của con rắn vào trong cơ thể nó ít thì có thể là chỉ một bài đơn giản này là chúng ta đã có thể khỏi rồi. Nếu như mà trong trường hợp nó nặng thì khi mà chúng ta làm được như thế thì ít nhất chúng ta cũng đã có thể giảm được đến 5-70% độc tố trong cơ thể rồi. Thì ít nhất là chúng ta cũng có thể là có thời gian hơn để đi đến những người thầy thuốc uy tín để chữa, hoặc là chúng ta có thể đi bệnh viện. Còn theo cá nhân em thì em vẫn khuyên mọi người nên đi bệnh viện. Đi bệnh viện để chúng ta có thể nhận được cái sự chăm sóc tốt nhất của y tế và bệnh viện. Và anh em lưu ý giúp mình nha, là bài thuốc này chúng ta chỉ áp dụng được cho với con rắn hổ mang nha. Còn với những các loại rắn khác thì em sẽ cố gắng, em sẽ thu xếp thời gian, em sẽ chia sẻ với anh em sau. Và bây giờ em xin được phép kết thúc cái video ngày hôm nay ở đây. Chúc tất cả anh em là có thêm nhiều kiến thức và nhiều trải nghiệm nha. Còn đây là những cái kinh nghiệm mà em có. Còn nếu như anh em nào mà có những cái bài thuốc hay hơn, hoặc có những cái cách hay hơn, hoặc anh em có những câu hỏi nào thì anh em hãy để lại bình luận phía dưới nha. Nếu như anh em thấy cái video này có ý nghĩa thì anh em hãy giúp em chia sẻ ra để mọi người cùng có thể biết và giảm thiểu cái rủi ro khi mà chúng ta bị rắn độc cắn. Xin chào và cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nha.